Xin chào 500 anh em của kênh thư viện anime tiếp nối phần 6 của bộ Rimuru lạc và thế giới hiền giả hôm nay mình tiếp tục làm phần cuối được rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện thôi. Hôm nay là ngày đại kết giới của Vương Đô hoàn thành. Nhiệm vụ của các học sinh học viện là phải bảo vệ Vương Đô khỏi ma tộc trước khi đại kết giới được hoàn thành. Mati thì không thể rời khỏi vị trí xây dựng kết giới, còn Di và Milim cũng giúp một tay trong việc xây dựng kết giới đoạn cuối của việc xây dựng kết giới Di thẩm mỹ chỉ cần mình búng tay cái là cái kết giới được hình thành rồi mà thôi không lên khiến mọi người để ý. Di nói nè Mati Kun hình như tôi cảm nhận được có mấy tên ma tộc đấy. Mati nói ơ ờ, là chúng đấy. An ma nói hả? Ma tộc hả? Sao nó lại trùng hợp thế thông tin của chúng ta bị dò gì à? Mati nói không đâu Di nói chúng đang thử nghiệm ma thuật dịch chuyển có tên là ma đạo đấy. Mắt nói do tụi mình không thể rời khỏi vị trí nên nhờ hai cậu tiêu diệt chúng dùng nhé. Milim vui vẻ nói nè cho tôi đi với ở đây chán quá đi Di nói cậu không đi được đâu Milim cậu mà đi thì Luri và Anma sao mà phát huy được những thành quả trong quá trình huấn luyện của chúng ta được chứ. Luri và Anma hơi run khi nghe về khóa huấn luyện. Milim mè nheo nói nhưng mà ở đây chán lắm. Chủ tịch cũng hết cách với Milim và ném cho Milim một hũ mật ong. Khi có mật ong Milim vui vẻ AD cũng bó tay luôn. Xin nói cậu cầm cái hú đó ra chỗ nào đó ăn cũng được không cần đứng đây đâu. Milim với vẻ nói Rimuru là tuyệt nhất nói xong thì chạy đi ăn mật ong. Anma nói cậu chiều Milim thật đấy Rimuru bộ cậu thích cậu ấy hả? Di giải thích không có đâu tớ chỉ coi Milim là một người bạn thân bình thường. Thôi nếu nói về chuyện tớ cho Milim rời khỏi đây là do nếu cậu ấy ở đây mà thấy chán thì cậu ấy không giúp được gì đâu ngược lại còn phá hoại đấy. An ma nói vậy sao thôi nói chuyện với các cậu sau nhảy tớ với Luri đi tiêu diệt ma tộc đây nói xong thì Anma cầm tay Luri kéo đi. Chuyển cảnh qua nhóm của Luri Anma và một cô học sinh trong học viện khi cô học sinh kia dẫn Anma và Luri đến nơi phản ứng của ma tộc đến nơi cô học sinh kia thì mệt bởi hơi tay còn hai người kia thì vẫn ổn bởi vì họ đã luyện tập rất cực khổ trong khóa huấn luyện của Di và Milim nên giờ chạy như vậy là quá nhẹ nhàng đối với họ. Luri nói được rồi, chúng ta bắt đầu thôi Luri nói xong thì dùng phép phù chú lên những mũi tên của Anma. Nay của cậu đây Anma cậu thấy nó thế nào Anma? Anma nói theo cảm nhận của mình thì nó có vẻ tốt đấy. Ma tộc xuất hiện, Anma kéo cung khi tên ma tộc vừa xuất hiện thì đã bị Anma cho ăn tên và nghèo. Luri vui mừng nói được rồi chúng ta làm được rồi chúng ta đã tiêu diệt được ma tộc mà không có ma Một tên ma tộc khác lại xuất hiện và lại bị tiêu diệt cái phép dịch chuyển ma đạo đó đã đóng lại. Cô học sinh kia đã đứng hình trước cảnh tượng vừa nãy. Anma và Luri cảm nhận được nguồn ma lực rất lớn lên đã quay lại vương đô. Matty nói các cậu đã thành công rồi. Anma nói tụi mình làm được rồi nhưng mà tụi mình được nguồn ma lực rất lớn của ma tộc đấy. Matty nói không sao, chúng đang thử nghiệm loại ma pháp dịch chuyển được cự ly xa hơn ma đạo đấy và chúng đang thí mạng đồng loại để thử nghiệm nó. Ji nói chúng ta cần thời gian để kết giới được hoàn thành nên mọi người cầm chân chúng nhé. Anma nói được tụi mình sẽ cố gắng nói xong thì Anma cùng Luri rời đi các học viên trong học viện đã rất cố gắng để cầm chân ma tộc cả luri và anma cũng vậy nhưng vì có những con ma tộc khá mạnh nên họ không thể cầm chân nó được lâu hơn nữa tên ma tộc nói với giọng mỉa mai các ngươi chỉ có như vậy thôi nhỉ vậy thì các ngươi cũng nên tạm biệt cuộc đời này đi nói xong tên ma tộc định tấn công milin cười to rồi nói có vẻ như chúng ta đến đúng lúc nhỉ ri và Matty nói đúng vậy vừa nói xong thì cái trên ma tộc lúc nãy đã bị Matty dùng một kiếm xin chết Marty nói thật là đáng tiếc có vẻ kẻ mà phải tạm biệt cuộc sống này là các ngươi mới đúng. Milim nói này Marty Kun sao cậu lại chơi trước như thế chứ không công bằng đâu đấy tớ cũng muốn là người đầu tiên bắt đầu trò chơi mà. Chủ tịch với khuôn mặt tỏ ra bất lực. Khi mọi người nhìn thấy ba người là Di Milim và Marty thì đã rất vui mừng. Một tên ma tộc nói các ngươi đừng có ngạo mạn dù gì thì các ngươi vẫn là con người mà thôi. Xin nói ô vậy thì các ngươi sẽ được vinh dự chết trong tay của một con người nhỏ bé như ta đấy." Vừa nói xong thì bùng những tên ma tộc đã bị Lim và Mati cho bay màu hết các học viên ở dưới thì bất ngờ. Khi đánh xong thì cả ba đáp xuống đất, Mati nói thảo phạt hoàn thành. Mọi người trong trường đều rất vui khi thấy đám ma tộc đã bị xử gọn. Hiệu trưởng nói Mati, Rimuru, Milim các em làm tốt lắm. Mati vui vẻ nói không có gì đâu thầy hiệu trưởng, mọi người không sao là tốt rồi. An ma và mọi người nói này các cậu mạnh thật đấy nhiều tên ma tộc như vậy mà các cậu xử lý bọn chúng nhanh quá. Nguyên Linh cười to rồi nói tại bọn chúng quá yếu thôi. An ma hỏi này kết giới đã xong chưa thấy Duy nói đã xong rồi. Mati nói giờ chỉ cần gắn ma thạch lên là được nói xong thì Mati đính viên ma thạch lên rồi đại kết giới được thiết lập nó bao bọc toàn bộ vương đô lại. An ma nói chúng ta đã tạo kết giới rồi mà mình còn cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ nữa đấy. Si đáp đó không phải là ma lực do kết giới tỏa ra đâu mà nó là của quái vật và chúng khá đông đấy. Luri nói chẳng lẽ nó giống với ma thuật sản sinh quái vật mà đám ma tộc dùng lần trước. Lúc này ở bên ngoài kết giới thầy hiệu trưởng đã cùng một số học viên đang cần phải ngăn chặn lũ quái vật lại nó khá thuận lợi vì đã có một số bẫy ma thuật mà lúc trước tôi Milim và Matty đã răng ra nên bọn quái vật đã bị tiêu diệt khá nhanh. Iris nói có mấy con to hơn đang xuất hiện đấy. Si nói có 5 con vậy là nhóm của Duy và Matty dịch chuyển xuống chỗ của thầy hiệu trưởng. Milim hào hứng nói mấy con này thầy giao cho tụi em có được không? Thầy hiệu trưởng ôm, nhờ cả vào các em đấy. Rồi cả nhóm đã hợp tác để tiêu diệt mấy con khổng lồ này. Nói thế thôi chứ một mình gì với. Milim chiếm mỗi đứa hai con rồi còn. Lại thì nhóm Matty xử nốt rồi có một nguồn ma lực rất lớn xuất. Hiện nó hút hết mất con quái vật xung quanh. Xin nói khả năng cao nó là voi Eater đấy Matty có phải con đó sẽ hút mấy con quái vật xung quanh để tăng kích thước không? Matty trả lời đúng vậy ma nói vậy chúng ta phải tiêu diệt nó khi nó vẫn còn bé. Milim nói không cần đâu để nó hút hết đi như vậy đỡ phải đánh nhiều con mạnh nhất thì đánh mới đã tay chứ. Iris nói hình như nó muốn hút luôn cả em thì phải. Matty nói không cần phải lo nó chưa đủ mạnh để hút được Iris đâu. Sau đó Matty đã ném cho nó vài viên ma thạch đã khắc ấn để nó có thể có hình dạng nhất định cho dễ đánh. Sau một lúc thì nó cũng đã có được hình dạng nhất định. Milim hào hứng nói ồ khá to đấy nhỉ lần này có vẻ được đánh đã tay rồi. Sau đó cả ba người Di Mati Milim xông vào chém cái con quái vật to xác kia một lúc thì bây giờ trông nó thật thảm hại cuối cùng nó cũng bị tiêu diệt. Khi thảo phạt hoàn thành thì mọi người trong vương đô thầy hiệu trường các học viên và cả đức vua cũng rất vui mừng. Đi đến phòng hiệu trường ba người Di Mati và Milim muốn nói chuyện về thầy hiệu trưởng thở dài rồi nói Mati Rimuru và cả Milim các em đều muốn thôi học à. Ba người đồng thanh đáp vâng. Hiệu trưởng nói thầy biết sớm muộn gì thì các em cũng nói đến chuyện này mà hiệu trưởng nghe hơi buồn nhưng đúng là cái học viện này chẳng còn cái gì để có. Thầy dạy các em nữa nhưng ta không có ta bắt các em thôi học đâu, ta muốn các em sẽ giữ nguyên học bạ và nhận học bổng đặc biệt. Cả ba Đồng Thanh đáp bọn em đồng ý. Hiệu trưởng nói vậy để thầy đi làm giấy tờ. Luri nói vậy là ba cậu sẽ rời học viện thật sao? Thầy hiệu trưởng nói tiếp cả ba em Lurian Ma và Iris có muốn nhận học bổng đặc biệt luôn không? Luri nói được sao ạ? À? Thầy hiệu trưởng trả lời tất nhiên rồi các em cũng giúp đỡ rất nhiều mà. Cả nhóm Đồng Thanh đáp tụi em cảm ơn thầy rất nhiều. Ngày hôm sau Duy và Milim đã xuất phát và rời khỏi học viện khi đang đi trên đường. Matty hỏi này hai cậu định đi đâu khi rời khỏi học viện vậy các cậu đi đâu? Milim vui vẻ nói tất nhiên là đi cùng các cậu rồi. Nhóm Matty ngạc nhiên nói đi cùng tụi mình sao? Di hỏi sao vậy các cậu không muốn tại mình đi cùng à? Luri nói không làm gì có chuyện đó chứ chỉ tại hơi bất ngờ khi các cậu chịu đi theo tụi mình thôi. Milim nói có gì mà lạ chứ? Tụi mình là bạn mà. Matty nói vậy thì chúng ta hãy sát cánh cùng nhau nhé. Cả nhóm vui vẻ nói ừm. Vậy là Di và Milim tiếp tục chuyến hành trình và sẽ có rất nhiều điều thú vị cùng với nhóm của Mati. Video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hãy để lại cho mình một like, cộng một comment, cộng một subscribe và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.